Các bạn nếu như ở video lần trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để làm đẹp phần tin nhắn trong Minecraft, thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn cho bạn luôn cách để làm đẹp tấm biển trong Minecraft. Thì chúng ta chỉ cần một lệnh khá đơn giản thôi. Đó. Thì việc đầu tiên bạn cần đó là tìm một chỗ để đặt tấm biển chỗ bạn mong muốn nhá. Ok, chúng ta đặt lên bên trên tấm biển đấy một command block ghi gạch chéo block data ngã trừ một ngã gì nữa nhở, mở ngoặc kép, mở ngoặc nhọn, xin lỗi bạn, text 1 2 chấm, mở ngoặc kép, mở ngoặc vuông, mở ngoặc nhọn. Cái này hơi khó hiểu, mình sẽ để lệnh dưới description cho bạn dễ hiểu hơn. Thì mình xin nói luôn, text 1 này nghĩa là gì? Text 1 này có nghĩa là dòng đầu tiên của tấm biển. Thì các bạn có thể thay thành text 2, text 3, text 4 đều được. Ok, tiếp theo chúng ta ghi chữ text thường này 2 chấm gạch chéo. Các bạn nhớ là phải gạch chéo từ trái sang phải nhá, chứ không phải là dấu gạch chéo này nhá. Chắc chắn là phải dấu gạch chéo này thì lệnh nó mới hoạt động. Ok, mở ngoặc kép, tin nhắn bạn muốn ghi mình sẽ ghi, à không phải tin nhắn mà là dòng chữ bạn muốn ghi trên tấm biển, mình sẽ ghi ở subscribe. Gạch chéo, đóng ngoặc kép tiếp. Thì vẫn là dấu gạch chéo từ trái sang phải các bạn nhá. Phải, nếu bạn muốn ghi màu bạn ghi thêm chữ color 2 chấm gạch chéo, vẫn là dấu gạch chéo từ trái sang phải, mở ngoặc kép. Các bạn ghi màu trong danh sách màu mình để dưới description, hoặc là bạn nhìn thấy bên trái bên phải màn hình có ngay. Ok, gạch chéo, đóng ngoặc kép tiếp. Phải tùy chọn, một cái tùy chọn bạn mong muốn mình sẽ để dưới description, hoặc là và các bạn xem luôn. Đầu tiên chúng ta có tùy chọn đầu tiên là bold, là in đậm. Và thứ hai italic là in nghiêng, underlined cái này là gạch chân, strike through cái này là gạch xuyên qua. Thì từng cái mình sẽ nói sau, và cái cuối cùng như hết bà. Ok, và tiếp theo mình sẽ thử với bold cho dòng đầu tiên, tí các bạn sẽ nhận ra sự khác biệt giữa các cái tùy chọn này. Ok, bold, các bạn 2 chấm gạch chéo, vẫn là dấu gạch chéo đó, mở ngoặc kép, true. Ok, lại gạch chéo, đóng ngoặc kép. Phẩy, phẩy một cái, nếu bạn chỉ ghi dòng đầu thôi thì các bạn đóng ngoặc xin lỗi bạn, mình còn thiếu một cái nữa, đóng ngoặc nhọn ở đây, sau đó mới đóng ngoặc vuông, sau đó chúng ta đóng ngoặc kép một cái. Và nếu như mà các bạn muốn ghi dòng thứ hai, dòng thứ ba, dòng thứ bốn, chúng ta sẽ ghi dấu phẩy ở đây. Còn nếu không, các bạn chỉ muốn ghi dòng đầu tiên hay là nói chung là một dòng, các bạn thay đổi ở chữ text 1 này thành dòng các bạn muốn, sau đó đóng ngoặc kép, đóng ngoặc nhọn này. Mình nói này hơi xì đá bạn. Thì nếu mà như thế chúng ta sẽ chỉ được một dòng. Ok, mình sẽ thử cho bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy chữ subscribe nó ở ngay dòng đầu tiên. Còn nếu bạn muốn 3 hay là 4 dòng thì chúng ta sẽ phải đập lại tấm biển này đi, đập lại tấm biển khác. Sau đó các bạn bỏ dấu ngoặc kép đi, các bạn ghi một dấu phẩy, các bạn ghi text 2 lại y như lúc nãy là 2 chấm mở ngoặc kép, mở ngoặc vuông, mở ngoặc nhọn, text 2 chấm mở ngoặc kép, gạch chéo mới là mở ngoặc kép. Ok, và gì nữa nhở, các bạn ghi dòng chữ thứ hai, và mình sẽ ghi thử chữ now. Ok, sẽ là subscribe now, gạch chéo, đóng ngoặc kép, phẩy, color mình sẽ ghi màu vàng, 2 chấm yellow. Ok, rất xin lỗi bạn, này mình thiếu dấu gạch chéo. Gạch chéo, đóng ngoặc kép tiếp. Ok, phải, mình sẽ ghi tùy chọn thứ hai cho bạn xem. Bold, không phải bold mà là italic. 2 chấm, gạch chéo, mở ngoặc kép, true. Gạch chéo, đóng ngoặc kép, và đóng ngoặc nhọn, đóng ngoặc vuông. Ok, và dấu dấu gì nữa nhở, dấu đóng ngoặc kép và dấu này. Ok,
Đó, các bạn nhìn thấy italic nghĩa là in nghiêng, các bạn nhìn thấy chữ nghiêng chưa? Để đây hơi khó nhìn nhở. Ok, thì tương tự với dòng thứ ba, các bạn ghi thêm một dấu phẩy ở đây, xong rồi text C3, nói chung là như thế. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái tùy chọn tiếp theo, đó là underline cho các bạn xem. Underline the. Ok, thì mình sẽ phải phá lại tấm biển này đi để đặt lại. Đó, bạn thấy nó được gạch chân. Tiếp theo mình sẽ thử với strike through, nghĩa là nó gạch ngang ở giữa. Strike through. Đó, bạn thấy được gạch ngay ở giữa. Ok, còn một cái nữa mình quên chưa nói các bạn, đó là tùy chọn obfuscate, là cái dâm đãng mà ở video lần trước mình cũng đã nói là mình đã hiểu nó là như thế nào, nhưng mà mình chỉ hiểu nó là như này. Đó, bạn thấy chữ nó rất là bựa dâm. Ok, thì bài hướng dẫn mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích thì hãy like, share và subscribe để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo.